Vâng, chào các bạn. Tối hôm nay mình lại tối thứ sáu mình lại dành thời gian. Bây giờ đang là 9:30, 9:30 tối. Mình chia sẻ với bạn cái bí quyết làm sao để chúng ta xây dựng một cái đội nhóm, 7 bước chúng ta xây dựng một cái đội nhóm nó rất là cực chất. Tức là đội nhóm mạnh. Đội nhóm rất là tuyệt vời. Và nếu ai đó mà quen làm việc một mình, không biết cách xây dựng đội nhóm thì rõ ràng là bạn đang bị thiệt hại nó rất là nhiều. Bạn phải lăn ra cày, nhưng mà nó cực khổ lắm, giống như gọi là trâu cày á, người ta gọi là trâu cày. Và ai đang tham dự cái chương trình này thì các bạn hãy comment xuống dưới và chúng ta cùng nhau chào nhau và chia sẻ cái đoạn video này đến cho nhiều người, để chúng ta cùng nhau xem đoạn video này buổi tối hôm nay. Và các bạn đảm bảo là các bạn có tài liệu, sách vở ở dưới để chúng ta nốt vào. Còn nếu mà bạn nào không có tài liệu, sách vở thì các bạn phải đảm bảo gì? Các bạn phải đảm bảo rằng là các bạn phải nốt xuống ngay phía dưới này. Và bây giờ các bạn cùng nghe cái bài hát với mình. Ok, các bạn nghe cái bài hát với mình. Cái bài hát này là bài hát gì các bạn nhớ? Cứ nghe đàn các bạn biết không? Đây là cái bài hát gì ạ? Đây là bài hát gì các bạn ơi? Nếu mà bạn nào nghe bài hát được gì thì các bạn comment xuống đây là cái bài hát gì. Và để cái chương trình tiếp tục được tốt thì chia sẻ tân hát lên các bạn, hát cho khí thế vô. Tại sao mình mở cái bài hát này? Hát cho khí thế vô. Vâng. Sẽ tăng anh trước anh sau, người một lần. Vâng, các bạn hát vô. Tại sao tối nay mình cho các bạn nghe bài hát này? Tại sao? Bởi vì nó liên quan tới chủ đề hôm nay. Vâng. Ok. Năng lượng lên các bạn ơi. Nghe năng lượng lên. Và các bạn chia sẻ đoạn livestream này. Các bạn đảm bảo chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người. Nửa con đường chặt đỏ như son, một màu rừng xanh ngâm hy vọng. Hát lên, năng lượng lên. Và các bạn comment xuống các bạn đang ở khu vực nào và tại sao hôm nay mình cho các bạn nghe cái đoạn livestream này, nghe cái bài hát này. Và bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ đoạn livestream đó cho nhiều người cùng xem. Sau khi xong bài hát này, các bạn sẽ rút ra được cái bài học gì. Và mình sẽ chia sẻ bạn những cái bài học rất là tuyệt vời trong việc xây dựng đội nhóm. Các bạn feeling theo nhạc, các bạn feeling theo nhạc. Bởi vì các bạn đang ngồi ở nhà có một mình thì các bạn cần phải feeling theo nhạc. Để các bạn thấy điều này nó rất là tuyệt vời. Anh trước anh sau. Bữa nay các bạn thấy cái bài hát này nghe nó lạ không ạ? Các bạn cứ nghe nó lạ không các bạn ơi? Nghe cái giọng hát lạ không ạ? Một nơi đúng cái mình cần. Vâng, chào bạn Hiền Trang, bạn đang ở đâu nhỉ? Ok, bạn đang ở đâu? Vâng, bạn ở Vĩnh Long, bạn nói là bạn phê và lạ, đúng rồi. Mình muốn nghe các bạn nghe một cái giọng khác. Bạn đang ở vùng miền nào thì các bạn comment xuống bạn đang ở vùng miền nào. Bạn đang ở tỉnh nào? Bạn Quang đang ở Bình Dương thì nói là ở Bình Dương. Bạn Vĩnh Long bạn đang ở đâu? Bạn Xuân Vinh. Đúng rồi, năm em xe tăng. Bạn Trần Hôn bạn ở đâu? Tuyệt vời, đúng rồi. Tối hôm nay chúng ta sẽ có cái buổi học rất là tuyệt vời. Và các bạn chia sẻ cái live stream này để cho nhiều người. Để đảm bảo chúng ta 100 người. Khi đủ 100 người thì bắt đầu mình chia sẻ cái live, mình nói cái bài học này. Bạn Hiền Trang ở Hà Nội rất là tuyệt vời. Bạn nào chưa chia sẻ thì bấm chia sẻ đi. 44 người rồi, mỗi người bấm một cái chia sẻ thì chúng ta sẽ đi rất là nhanh. Cái đoạn livestream chúng ta sẽ tăng lên rất là nhanh, tăng lượng người lên rất là nhanh. Bây giờ mình xem trên máy mình thì mới có 4 lượt chia sẻ chúng ta đã bảo. Vâng, vừa rồi là chúng ta hết cái bài livestream 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Ok chưa? Vậy thì tại sao tối hôm nay mình lại cho các bạn nghe cái bài hát 5 anh em trên một chiếc xe tăng này?
bởi vì nó liên quan với cái chủ đề rất là quan trọng ngày hôm nay. Vâng, được 50 bạn rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ, mời bạn bè mình vào để chúng ta đảm bảo rằng chúng ta đến hơn 100 bạn thì cái đoạn livestream chúng ta nó mới có ý nghĩa được. Học càng đông, chúng ta quảng cáo càng đông thì nó càng vui. Và chút xíu nữa, mọi người bạn làm cái gì thì bạn phải bầu quảng cáo lên hết, mà nó đông lên thì chúng ta mới cùng nhau có lợi được, ok chưa? Vậy thì tại sao chúng ta phải xây dựng đội nhóm? Khi mới ra khởi nghiệp thì phần lớn á, trong cái giai đoạn dấn thân lúc ban đầu á, bạn chỉ có một mình bạn à, cái gì bạn cũng ra bạn cày bạn làm hết á. Anh em Bình Dương lập team đi nè thầy, ok, các bạn phải nên lập lại cái team. Thì ai cũng lăn ra mà cày mà làm hết á. Các bạn chia sẻ đoạn livestream này đi, các bạn không chia sẻ mình buồn quá, mình ít chia sẻ, mình mới chia sẻ mới có 11 lượng chia sẻ, mới có 11 lượng chia sẻ mà hiện tại là đã 50 người rồi. Thì nếu mà mỗi người cùng bấm một cái nút, các bạn bấm vào Facebook, các bạn bấm vào nút Facebook này. Các bạn thấy trên Facebook nó có cái nút chia sẻ không ạ? Nó có cái nút chia sẻ này nè, các bạn bấm vào nút chia sẻ, bạn thấy không ạ? Thì các bạn chia sẻ về cái trang của nhà bạn, ok chưa? Và bạn chia sẻ về thì cái lượng người nó sẽ lên đông, và chút xíu nữa chúng ta cùng nhau quảng cáo, chúng ta cùng nhau quảng cáo thì nó sẽ hiệu quả lên, để chúng ta đảm bảo rằng cái lớp học của chúng ta tối nay nó cả 100 người học lận, bây giờ lên 51 người rồi, rất là tuyệt vời. Cả 100 người học lận thì tự nhiên lớp chúng ta nó mới vui, mới có 12 lượt chia sẻ à, ok. Chào bạn Đinh Dương, bạn Lê Trọng Thông, ok. Các bạn đã bấm nút chia sẻ chưa? Bạn Đặc Nhật Quang, hộp bánh ngon quá Tài Vân, hộp bánh rất là ngon. Để mình xem thử bạn nào đã chia sẻ nè. Mình đang xem nè, bạn Kim, bạn Phúc Khang nè. Bạn Phúc Kim Phượng Phúc Khang, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Toàn đã chia sẻ rồi, bạn Vũ Hoàng đã chia sẻ, bạn Lê Xuân Vinh đã chia sẻ, bạn Phan Vĩ Khang đã chia sẻ, bạn Minh Minh chia sẻ, bạn Nhật Quang chia sẻ, bạn Lê Đức Lâm chia sẻ. Ok chưa? Mới có mấy bạn đã chia sẻ, còn lại các bạn kia chưa cái chia sẻ. Các bạn bấm nút chia sẻ đi, ok chưa? Để chúng ta mời bạn bè mình vào, chúng ta chia sẻ vào group. Ok, bạn Huyền Trang, bạn Nguyễn Thị Huyền Trang chưa thấy bạn chia sẻ. Ok, mới có 18 người chia sẻ à. Ok, chúng ta phải đảm bảo rằng là chúng ta khoảng vài trăm lượt chia sẻ. Bạn Phạm Quốc Toàn, vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn Xuân Trang share rồi, ok Xuân Trang, bạn mới vừa share hồi nãy chưa thấy bạn, bạn share, bạn Đặng Kỳ Nam, bạn mới vừa vào, bạn share luôn đi à. Khi mới ra làm kinh doanh thì chúng ta chỉ có một mình chúng ta. Chúng ta làm một mình, giai đoạn này nó rất là quan trọng, giai đoạn này mình hay gọi là giai đoạn dấn thân. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn dấn thân. Dấn thân thì chúng ta làm một mình để làm gì? Để chúng ta biết, để chúng ta hiểu những cái quy trình. Một người họ ra họ mở quán cà phê thì bước đầu tiên là họ phải tự làm hết, họ phải tự làm hết để họ hiểu. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã tự làm rồi thì chúng ta hay bị cái thói quen, chúng ta hay bị cái thói quen, cái người mà họ ôm họ tự làm hoài thì họ bị cái thói quen, họ như cái người nghiện ma túy, tức là họ phải làm thì họ mới chịu được, thì họ không có dám giao việc cho ai đó. Và họ không có biết ra được cái quy trình, họ không có viết ra được cái quy trình để sau đó họ hình thành một cái đội nhóm, đại khái là nhân viên, đại khái là đối tác, đại khái là khách hàng, để họ chuyển giao lại cho người khác. Bởi vì nếu chúng ta muốn làm lớn và chúng ta muốn phát triển mạnh thì chúng ta phải có đội nhóm. Một mình chúng ta dù có giỏi cỡ nào thì chúng ta không thể làm lớn được. Rất là tuyệt vời, đã lên 62 người rồi. Các bạn rất là tuyệt vời, cho chúng ta một tràng pháo tay thiệt lớn đi ạ. Bạn nào đang ở cái khu vực nào thì các bạn comment vô, các bạn đang ở cái khu vực nào. Bạn nào đang ở nước ngoài thì các bạn comment vô, các bạn ở nước ngoài. Các bạn nào đang ở Nha Trang thì các bạn comment vô, bạn đang ở Nha Trang. Bạn nào đang ở Gia Lai thì comment vô, bạn đang ở Gia Lai. Và đảm bảo chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người. Vậy thì cái bước đầu tiên, đúng không? Cái bước đầu tiên để chúng ta ra, chúng ta thành lập đội nhóm thì chúng ta giống như cái bài hát hồi nãy mà mọi người đó bạn, nó giống như là năm anh em trên một chiếc xe tăng, khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh, ok, rất là tuyệt vời. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, nghĩa là trên một chiếc xe tăng đó có một năm anh em, nghĩa là
trong công ty của chúng ta, những cái thành viên trong công ty của chúng ta cũng giống như là năm anh em vậy đó. Ok, chào bạn Xuân Trang, bạn ở quận 4, chào bạn Nguyễn Thắng ở Hà Nội, rất là tuyệt vời các bạn, rất là tuyệt vời. Bạn Trúc Đặng chia sẻ lên nhóm rồi thầy, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Nhật Quang, rất là tuyệt vời. Bạn Thái Bảo quận 9, ok, các bạn đảm bảo chia sẻ lọn live stream mà đến cho nhiều người nha. Bạn Hưng Tăng Sinh, bạn Mỹ Thuận Đường, em đang trên đường về Nha Trang và xem live stream của thầy rồi, ok, bạn Thuận rất là tuyệt vời. Bạn Vĩnh Long, ở thành phố Vĩnh Long, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì chúng ta như năm anh em trên một chiếc xe tăng á, chúng ta lên 70 người rồi nè, các bạn thấy không? Nhờ cái sự chia sẻ của bạn mà giờ nó tăng lên 70 người rồi. Bạn Lê Toàn chia sẻ đoạn live stream đi, bạn Trương Thu chia sẻ đoạn live stream đi, bạn Trần Ngọc Quang Minh hãy chia sẻ đoạn live stream này đi, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ tiếp tục nè. Vậy thì bước đầu tiên của việc xây dựng đội nhóm là cái gì ạ? Chúng ta phải tạo ra luật chơi, ghi vô, tạo ra luật chơi, ghi vô comment xuống. Bước đầu tiên để hình thành một đội nhóm là chúng ta phải có luật chơi. Luật chơi là gì? Là cái quy định của đội nhóm đó. Giống như các bạn thấy này, ví dụ này, mình giống như các bạn thấy này, ở 7 bước lập team bá đạo, ok, rất là tuyệt vời. Bất kỳ một quốc gia nào các bạn thấy cũng có phải hiến pháp. Bất kỳ một quốc gia nào cũng phải có hiến pháp, rồi có luật, rồi có những thông tư nghị định, tức là cái đó gọi chung là luật chơi. Bạn hình dung chưa? Luật chơi, đã có đội nhóm là phải có luật chơi. Dù có đội nhóm nó chỉ có 2 thằng thì cũng phải có luật chơi, để chúng ta thỏa thuận chúng ta chơi theo cái bài gì. Hoặc là khi mà các bạn mở một cái công ty đó, và các bạn nghe luật doanh nghiệp đó gọi là luật chơi, chúng ta phải chơi như thế nào để nó hợp với luật của cái doanh nghiệp đó. Còn nếu chúng ta làm sai với cái luật doanh nghiệp đó, chúng ta làm sai với cái luật doanh nghiệp đó, nghĩa là chúng ta bị phạm luật. Thì cái người làm kinh doanh, cái người chủ làm kinh doanh, các bạn phải biết, bạn phải có nghệ thuật tạo ra luật chơi. Nếu mà bạn không có cái nghệ thuật, bạn không biết cách tạo ra luật chơi thì bạn không thể làm leader được. Bạn hiểu chưa? Và bạn nào muốn biết nghệ thuật tạo ra luật chơi thì các bạn hãy đi tham gia các cái chương trình sâu hơn của mình. Thì mình sẽ chia sẻ. Tuy nhiên, người lãnh đạo là người phải có năng lực gì ạ? Tạo ra luật chơi. Các bạn ghi vô, tạo ra luật chơi. Nếu bạn không có khả năng tạo ra luật chơi thì các bạn không có thể làm leader của một đội nhóm được. Vậy thì luật chơi là thường gì? Thường là chúng ta luật chơi đầu tiên mà chúng ta tạo ra là chúng ta phải hướng về yếu tố khách hàng. Hướng về tầm nhìn của công ty, nhưng mà tầm nhìn của công ty cuối cùng là chúng ta cũng hướng về yếu tố khách hàng, là nó thiết thực nhất. Tuy nhiên chúng ta đừng có tạo ra luật chơi theo cái kiểu hô hào. Hô hào không có được, mà cái luật chơi đó nó phải được áp dụng vào trong cái công việc hàng ngày liền. Hồi nãy giờ các bạn nào thấy những cái chia sẻ mình nó là ý nghĩa với bạn, bạn đang học được gì đó thì các bạn comment xuống. Các bạn không có comment gì hết, các bạn phải vừa chia sẻ nè. Mình xem trên máy mình thì nó mới có 33 lượt chia sẻ ok. Làm sao mà khoảng một cả trăm người học vậy các bạn, và cái lượt chia sẻ nó nhiều vô. Các bạn nào mới vào, các bạn chưa chia sẻ cái đoạn live stream này thì các bạn chia sẻ về trang nhà mình và chia sẻ vào các cái group để cái lượng người nó tăng lên nhanh lên. Bây giờ 80 người rồi đó các bạn, làm sao chúng ta tăng lên 100 người, 200 người thì cái live stream của ta nó rất là tuyệt vời. Và các bạn nào đang xem live stream này thì hồi nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ nó có ý nghĩa mà, có bổ ích mà, thì các bạn comment xuống để mình biết ra được cái cảm xúc của các bạn, để mình chia sẻ nó tuyệt vời hơn. Vậy thì mình nói tiếp là chúng ta cần phải tạo ra cái luật chơi. Vậy thì thường thường mọi người tạo ra luật chơi thì mọi người hay có những cái định hướng chung chung đồ này ok, cái đó chúng ta bỏ đi. Các bạn nên nhớ nè, ai vào công ty của chúng ta cuối cùng thì cũng gì ạ? Họ đều bị chi phối bởi cái gì ạ? Họ phải làm ra tiền, họ phải còn cơm áo gạo tiền của họ nữa. Bạn anh dũng chưa, cái đội nhóm nào họ cũng cần phải coi cần cơm áo gạo tiền đó, họ phải no. Họ còn thậm chí có những người mà họ đến công ty chúng ta họ còn gì, họ còn phải lo cơm ăn áo mặc cho gia đình, thậm chí họ có vợ con, còn vợ con của nhà nữa. Nếu mà các bạn tạo ra luật chơi và bạn nói một cái tầm nhìn nó mang tính chất mơ ảo thì thôi chả ai cần đâu. Cần tuyển cộng tác viên Cà Lâm, bạn Võ Tuấn Huy. Ok, chào bạn Võ Tuấn Huy nhiều. Mình là người Cà Lâm.
và mình tiếc cho bạn là bạn không phải là người Cà Lâm. Bạn Võ Tuấn Hơi à, mình là người Cà Lâm từ nhỏ. Và rất là vui là bạn không có cái trải nghiệm Cà Lâm như mình. Phải chi mà bạn Cà Lâm như mình thì bạn thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn nhiều. Bạn Tuấn Hơi nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều khi mà bạn phát hiện ra mình là người Cà Lâm. Và mình tin rằng bạn sẽ theo dõi cái đoạn livestream này đến cuối cùng. Và mình cũng mong một ngày nào đó bạn cũng hãy chia sẻ cái livestream giống như mình. Bạn không Cà Lâm thì bạn hãy chia sẻ livestream giống như mình đi, bạn Tuấn Hơi nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chúng ta lại tiếp tục và chúng ta lại tiếp tục các bạn. Chúng ta lại tiếp tục. Nên là chúng ta đừng có tạo ra. Chào bạn Thúy Phượng. Và chúng ta đừng có tạo ra. Một cái livestream chúng ta đừng có tạo ra một cái định hướng nó mang tính chất chung chung mà nó chạy gắn liền với cơm áo gạo tiền của anh em gì hết. Cái đó là cái nó rất là mộng mơ. Cái đó là cái mà nó ảo tưởng lắm. Nên là nhiều người tạo ra một cái luật chơi, một cái định hướng mang tính chất là hô hào. Wow, rất là tuyệt vời. Chúng ta sắp lên 100 người rồi các bạn. Quá tuyệt, tuyệt vời. Ok, rất là tuyệt vời. Và nói như thế nào, chúng ta đừng có tạo ra anh em ai cũng có một cái gì cần phải cơm áo gạo tiền hết. Nên là hãy tạo ra một luật chơi mà gắn bó với cái khách hàng. Tức là sẵn làm cho anh em gắn bó với khách hàng, bởi vì khách hàng là người như thế nào là người sẽ đưa tiền cho chúng ta. Và anh em họ gắn bó với khách hàng thì họ sẽ có rất là nhiều đơn hàng, và khi họ có rất là nhiều đơn hàng về thì các bạn thấy chuyện gì xảy ra mà đơn hàng nó sẽ gì à, nó sẽ giải quyết gì à, cái cơm áo gạo tiền của anh em, và thế là anh em nó thu nhập khá lên, và mỗi ngày anh em nó năng lượng nó lửa lên. Các bạn hiểu chưa? Và bây giờ hồi nãy giờ các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống. Bạn nào ở vùng miền gì thì các bạn cũng comment xuống trên cái live stream này. Các bạn comment xuống. Và bây giờ chúng ta gần lên 100 người rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn rất là nỗ lực để chia sẻ. Để cuối cùng chúng ta lên mới gần 100 người. Tuy nhiên bây giờ các bạn hồi nãy giờ các bạn vẫn không có bấm cái chia sẻ live stream. Bạn chưa bấm cái chia sẻ live stream này. Bạn động lực bạn bấm chia sẻ live stream đi. Mình ở trên này thì mình thấy bạn Nam này có nè, bạn Khang Khù Khờ có nè, bạn Trúc Đặng thì đã bấm rồi nè, bạn Ngọc Trang đã bấm chia sẻ rồi nè, bạn Nguyễn Vinh Khang có đã bấm chia sẻ nè, bạn Phạm Ngọc Anh bấm chia sẻ rồi nè, bạn Lý Sơn bấm chia sẻ, bạn Lê Trọng Thâm thì bấm chia sẻ rồi nè, ok chưa, bạn Thanh Võ bấm chia sẻ nè, bạn Thuần Dương bấm chia sẻ rồi, còn rất là nhiều bạn. Tại sao bạn không bấm chia sẻ? Bạn Tân, bạn Hùng Tăng Sinh bạn chưa bấm chia sẻ, bạn Lần Lực bạn chưa bấm chia sẻ đoạn livestream này về trang Facebook của bạn đi, để mời bạn bè chúng ta nhiều người vào chúng ta cùng xem thì nó mới tuyệt vời hơn. Vậy thì vừa rồi mình mới nói mời bạn bè mình cùng nhau xem livestream này, vừa rồi mình lại nói rồi, chúng ta đừng có gì ạ, đừng có tạo ra một cái là chúng ta đừng có tạo ra một cái luật chơi mà nó mang tính chất gì ạ, nó mang tính chất rất là chung chung. Ok, bạn động lực mới vừa chia sẻ, bạn Việt, bạn Nguyễn Việt, bạn bấm chia sẻ live stream nè, bạn mới vào bạn bấm chia sẻ live stream à. Vậy thì vừa rồi các bạn hình dung ra cái nguyên tắc thứ nhất nè, cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải tạo ra một cái định hướng, và cái định hướng đó nó phải gắn liền với anh em. Bạn Lê Khắc Vinh Lê, chào bạn Lê Khắc Vinh Lê, bạn mới vào rất là tuyệt vời. Bạn hãy bấm chia sẻ cái đoạn live stream này về nhà bạn đi, bạn Vinh Lê ơi. Bạn Phạm Ngọc Anh rất hay thầy ạ. Ok, bạn Phạm Anh rất là tuyệt vời, cảm ơn em rất là nhiều. Và cái số 2, các bạn ghi vô cái số 2. Tuyệt vời anh, cà ít nhưng phê nhiều. Ok, cà ít mình cà lắm mà. Ok, bạn Huỳnh Ngọc Ngọc Quang, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái thứ hai là chúng ta cần phải có một cái nguyên tắc. Chúng ta cần phải luật chơi, nhưng cái thứ hai là nó phải mềm dẻo. Bạn Nguyễn Nhật, em ở Cam Ranh thầy. Ok, mình cũng là quê Cam Ranh, Tết này mình về đó. Mình về ngay ngày mùng 1 Tết đó, các bạn Nguyễn Nhật. Ok chưa? Chúng ta cần phải tạo ra cái nguyên tắc mềm dẻo. Tức là nhiều người cũng tạo ra nguyên tắc mà các bạn cứng quá. Quá cứng nó làm cho anh em nó khó chịu lắm. Các bạn phải tạo ra một cái nguyên tắc luật chơi nhưng mà nó phải mềm dẻo. Mềm dẻo nghĩa là gì? Nghĩa là anh em thì có những lúc nó chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta phổ biến cái luật chơi đó
trăm hết để cho mọi người cùng nắm được. Và dĩ nhiên anh em có những đứa lâu lâu nó cũng có làm sai. Có những đứa lâu lâu nó làm sai, nó không đúng cái luật chơi, thì chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta cần phải nhắc nhở, chúng ta phải có thời gian để cho anh em nó sửa sai, và một cách rất là nhẹ nhàng và mềm dẻo. Chúng ta không có được nó cứ ngắt, nó thô kệch. Các bạn chia sẻ đoạn livestream để đảm bảo, mời bạn bè về nữa cùng nhau chia sẻ đoạn livestream này để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta sẽ có cả trăm người xem, cả trăm người học cái lớp này, các bạn cho nó vui. Các bạn chứ bấm chia sẻ vào cả trăm người lặng. Hồi nãy giờ mình xem lên Facebook thì nó mới có 52 lượt chia sẻ phải chi nó cả trăm lượt chia sẻ thì nó rất là tuyệt vời. Và nó cả trăm người xem lặng. Cái nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải mềm dẻo. Chào bạn Trần Thuận, bạn mới lên và bạn nhớ bạn chia sẻ đoạn livestream nè. Bạn Công Nguyên, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Công Nguyên chia sẻ đoạn livestream nè. Bạn Lê Bá Dương, mình thấy bạn chia sẻ rồi, cảm ơn bạn Dương rất là nhiều. Và các bạn hình dung là bạn Nguyễn Minh Thiện, chào Nguyễn Minh Thiện, nhớ bấm chia sẻ livestream nha. Bạn Dương Đinh Tâm, đó là cũng mệt thuật tư duy phải không thầy? Đúng rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình lại nói tiếp nè. Chúng ta cần phải mềm dẻo. Một cái nghệ thuật là ở đây chúng ta phải mềm dẻo với anh em. Ví dụ là chúng ta đó là sai lần một thì nhắc nhở, sai lần hai thì chúng ta phạt một ít, sai lần ba đồ gì đó để anh em. Các bạn biết cái gì nó cũng có thói quen hết, không phải một lần là người ta làm được liền. Cho bạn Nguyễn Hồng, em nhớ chia sẻ cái livestream này về cái máy em. Chào bạn Phạm Tuấn Anh, rất là tuyệt vời, ok chưa. Chào bạn Phạm Lai, chào tương tác thêm với thầy ở New Phi tràn ngập kiến thức văn, rất là tuyệt vời. Em mà cứ tương tác với mình thì em sẽ nâng cao level rất là nhiều. Chào bạn Phú ở Long An, các bạn comment vô bạn đang ở cái level nào, bạn đang ở cái khu vực nào, bạn đang ở vùng miền nào. Các bạn nhớ các bạn comment xuống. Bạn Lê Hưng, ok, bạn cả một năm qua bạn lừng khừng rồi, bạn chưa quyết, thì năm nay bạn đã quyết chưa? Bạn đã quyết, bạn ra bạn làm tới nồi tới chốn chưa? Ok chưa? Hôm nay mình mới gặp bạn Quang, mà mình hay gọi là bạn Quang bú gỗ, và bạn Dung. Và gần Tết nên các bạn có tới ghé thăm mình, và bạn thăm nhà mình, và bạn mới tặng cho mình cái món quà rất là tuyệt vời đây. Các bạn mới vừa rời khỏi nhà mình đi, và các bạn có mình đi ăn tối, ok chưa? Bạn chia sẻ mình rất là tuyệt vời. Bạn chia sẻ là bạn mới mua nhà xong ở dưới Bình Tân, và bây giờ bạn đang, và năm nay là bạn có gia đình. Cách đây 3 năm tới bạn rất là khó khăn, cái thời mà tới gặp mình là bạn còn cầm cái chiếc xe máy, mà bây giờ bạn đang phát triển rất là bền vững. Bạn Dung thì giờ quá khá rồi. Bạn Dung đi chung với bạn Quang luôn. Bạn Dung thì giờ quá khá rồi, nhà cửa xe con rồi, có đầy đủ rồi. Các bạn thấy tuyệt vời mà. Chúng ta cần phải có những cái quý đó, nó rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình lại nói về cái nguyên tắc sai tiếp, tức là chúng ta cần phải mềm dẻo, ok chưa. Bạn Trương Minh Nhật nè, bạn Trần Linh Tâm Trần nè, ok chưa. Các bạn cần chia sẻ đoạn livestream này. Bạn Hằng Nguyễn, cảm ơn bạn Hằng Nguyễn, bạn mới vào xem đoạn livestream này, và bạn bấm đảm bảo rằng bấm chia sẻ đoạn livestream này. 57 lượt chia sẻ rất là tuyệt vời, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn Xuân Trang, ok chưa. Và bạn Phạm Viên Quang, rất là tuyệt vời. Và cái nguyên tắc mềm dẻo ở đây là chúng ta phải từng bước. Bởi vì cái con người chúng ta nó đòi hỏi có một cái thói quen. Ví dụ như mình, ví dụ này, bạn, chào bạn Nguyễn Vinh, chào bạn Đỗ Giang. Ví dụ như bạn nè, bạn không thể bạn không thể, bạn kêu bạn thức dậy 5 giờ sáng liền thì bạn thấy là cái ý thức bạn, bạn nghe nói 5 giờ sáng dậy tập thể dục tốt, nhưng mà thực sự là bạn đâu có dậy liền được đâu. Bạn mà cứ nhận ra điều này chứ bạn không thể dậy liền được. Nên là mình phải cố gắng, rồi có ai nhắc nhở mình, rồi ai đó đạo viên mình thì lần mình mới được. Bạn hình dung vô chứ làm sao mà chúng ta một cái lại làm sao mà chúng ta một cái chúng ta được liền. Bạn hình dung ra chưa? Nên là ở đây mình muốn nói với các bạn rằng là
nhân sự của chúng ta cũng vậy, đội nhóm của chúng ta cũng vậy, mà chúng ta ra một cái quy luật mềm dẻo để nương lần để mấy em tập nó dần cái thói quen, thì tự động nó tuân thủ. Các bạn mà là làm trưởng đội nhóm mà các bạn cứ hở chút gặp anh em, à, bạn này vừa chia sẻ, bạn Nguyễn Si nè, em hâm mộ thầy lâu rồi, do bị kính thinh gì đó nên nghe không rõ, bạn bị nên nghe không rõ, ok chưa, nên em có mượn sách thầy tặng Anh Hùng Giàn Giáo, sách thật ý nghĩa tuyệt vời. Em có thể là mua thêm sách mỗi ngày một chút thôi của mình, em có thể mua thêm sách mỗi ngày một chút thôi của mình. Vừa rồi mình anh tặng Anh Hùng Giàn Giáo là cái quyển Vượt Biển Lớn, các bạn thấy chưa, mình có hai quyển sách, một quyển là Vượt Biển Lớn, một quyển là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Bạn nào đã có sách rồi thì bạn Nguyễn Si vừa rồi là bạn đọc cái quyển Mỗi Ngày Một Vượt Biển Lớn rồi thì bạn nên mua cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Ok, trong quyển này là nó có rất là nhiều bài học như làm kinh doanh không phải là trò chơi, phức tạp sức mạnh của việc kết nối, ok chưa, mình sẽ chia sẻ bạn rất là nhiều bí quyết bán hàng kết hợp với marketing kiếm tiền tiêu Tết, ok chưa. Mỗi trang sách là đều có những bài học rất là hay, hoặc là nếu ngay bây giờ bạn ra làm chủ thì sao nào, mình chỉ cho bạn cái cách để các bạn bắt đầu. Các bạn hình dung chưa, đó nó rất là nhiều bài học liên tục, các cái bài học rất là nhiều bài học các bạn thấy chưa. Và nếu bạn nào đã chưa có sách thì các bạn nên inbox vào Facebook của mình, số điện thoại, ok chưa, số điện thoại của bạn, để như thế nào, để mình sẽ giao sách cho các bạn khắp mọi miền đất nước, chúng có gì hết. Rồi hồi nãy mình đang nói cái nguyên tắc số 2 trong việc xây dựng đội nhóm, các bạn có nắm rõ cái nguyên tắc số 2 chưa? Bạn nào chưa chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn nhớ chia sẻ đoạn livestream này nhé. Rồi bây giờ là mình nói sang bạn cái nguyên tắc số 3, đó là hiểu về đồng đội của mình, hiểu về đồng đội của mình. Ông bà ta có câu gì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không? Cái đó là đối với những đối tác của mình, đối với đối thủ của mình, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ok chưa. Thì kể cả đối tác của mình, đối thủ mình mà chúng ta hiểu họ thì chúng ta đã thấy nó rất là tuyệt vời rồi. Ủa sao nãy giờ không thấy các bạn comment gì hết nha. Chế độ im lặng đang bật, chế độ im lặng là sao mình không hiểu, tại sao các bạn lại không. Ok, các bạn có hồi nãy giờ các bạn có nghe mình chia sẻ rõ không? Các bạn comment xuống là các bạn nói là các bạn chia sẻ đang rõ, ok chưa, có thấy mình chia sẻ rõ mà rõ thì các bạn comment xuống, bạn nói là chia sẻ rõ. Mình không thấy các bạn comment nhộn nhịp vô, ok chưa, các bạn comment nhộn nhịp vô. Và bạn nào chưa chia sẻ đoạn livestream này thì chia sẻ đoạn livestream này đi, ok. Chúng ta đã vượt cái con số 100 người xem rồi, rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình tiếp tục cái thứ ba, đó là hiểu về đội nhóm của mình, hiểu về người đồng đội của mình. Chúng ta phải làm nó như vậy. Kể cả chúng ta với đối thủ của chúng ta, chúng ta còn gì ạ? Chúng ta còn phải biết người biết ta, trong trận trăm thắng, mà huống chi những người chung quanh mình, những người đội nhóm của mình, đặc biệt là nhân viên của mình, các bạn phải dành tình cảm cho họ. Bạn nên nhớ nè. Suốt cả, nếu các bạn hiểu được nguyên lý này thì các bạn sẽ giữ người rất là tốt, xây dựng đội nhóm rất là tốt. Bởi vì sao ạ? Các bạn thấy không? Người ta làm việc ở công ty mình một ngày 8 tiếng đến 10 tiếng rồi. 8 tiếng đến 10 tiếng rồi các bạn. 8 đến 10 tiếng rồi. Vậy thì người ta về tới nhà người ta rồi người ta ngủ. Các bạn thấy không? Hơn 1/3 cái quãng thời gian của người ta là người ta đã dành cho công ty của chúng ta mất rồi. Hơn người ta đã dành cho công ty của chúng ta rồi. Vậy thì công ty chúng ta nó như ngôi nhà thứ hai của mọi người rồi. Và thậm chí cái thời gian thức họ ở công ty của chúng ta nhiều, họ về nhà họ là họ cũng ngủ mất tiêu. Bạn nhận ra cái điều này chưa? Cái thời gian thức là họ ở ngay cái công ty chúng ta một ngày 8 tiếng, cái quỹ thời gian đẹp nhất trong cái một ngày đó là họ dành cho công ty của chúng ta mất tiêu rồi.
Và nếu mà bạn biết tạo ra một cái môi trường á, và bạn hiểu từ người á, thì các bạn sẽ gì, bạn sẽ thu phục họ rất là tuyệt vời. Và anh em nó sẽ rất là quý bạn, và nó họ sẽ gắn bó với bạn. Bạn nhận ra điều này chưa? Các bạn vừa nghe và các bạn vừa comment xuống những cái bài học gì hay, hồi nãy giờ mình chia sẻ những bài học gì hay, thì các bạn comment xuống, các bạn comment xuống đi. Ok, các bạn đừng có ngồi các bạn nghe không, nó chán lắm. Học là chúng ta phải năng lượng, ok chưa? Tại sao hồi nãy là mình muốn các bạn nghe cái bài năm anh em trên một chiếc xe tăng? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn, mình muốn các bạn là phải luôn luôn năng lượng nó như vậy á. Chứ còn nếu mà chúng ta ngồi học mà chúng ta thụ động quá thì nó không có hay. Và các bạn nào mới vào thì các bạn nên chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người nữa, để nhiều người cùng xem đoạn livestream này, chúng ta đừng có xem một mình. Và các bạn nào đang kinh doanh lĩnh vực gì thì các bạn comment xuống các bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì. Bây giờ nè, bây giờ các bạn phải làm những việc này với mình. Thứ nhất là bạn giới thiệu họ tên của mình. Cái thứ hai là bạn nói rằng là bạn đang ở cái khu vực nào. Cái thứ ba là bạn phải comment xuống là bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì. Cái thứ tư là bạn muốn tìm đại lý hay bạn muốn tìm khách hàng, và bạn muốn phát triển hệ thống nó ở đâu. Cái thứ năm là bạn ghi số điện thoại và cái địa chỉ trang web của mình lên trên cái comment này luôn. Cả gần 100 người đang xem này này, họ sẽ biết về bạn, và mỗi người cùng share luôn thì toàn bộ cái đoạn này nó chạy về tới 100 trang của người khác, nghĩa là chúng ta lan tỏa ra rất là nhiều. Nên mình nói rồi, mỗi người chỉ cần góp một chút xíu thôi, mình góp, mình chia sẻ cái kiến thức này đến cho các bạn, còn các bạn góp phần chia sẻ cái đoạn livestream ra thì mỗi người một chút xíu thôi thì lập tức nó lan tỏa lên rất là nhanh, ok chưa? Mọi người cùng nhau có lợi hết, và chúng ta lan tỏa rất là nhanh. Mình đã nói với các bạn rồi mà, cùng nhau góp một chút xíu ai cũng có lợi và lan tỏa cực nhanh. Và bây giờ các bạn comment lĩnh vực kinh doanh của bạn xuống đi, số điện thoại của bạn xuống đi. Hồi nãy mình đang nói cái nguyên tắc số 3. Cái nguyên tắc số 3 là cái nguyên tắc mà chúng ta phải hiểu những người nhân viên và những người đồng đội của mình. Chỉ khi hiểu họ. Với nhân viên của mình thì mình hay tâm sự với họ. Nếu mà họ là nữ thì mình chia sẻ cho họ những cái em nhân viên của mình là nữ, thì mình chia sẻ các bạn là nữ thì chúng ta cần phải lưu ý những cái điểm gì. Chúng ta cần phải lập gia đình ở trong cái khoảng độ tuổi nào, và chúng ta cần phải tìm cái người đàn ông trong cuộc đời của chúng ta, cái người chồng của chúng ta là nằm ở trong một cái vấn đề nó như thế nào. Bạn nào mà chưa kinh doanh lĩnh vực gì thì các bạn vẫn cứ ghi vào là em chưa kinh doanh. Bạn nào đang đi làm công thì nói là em đang đi làm công. Bạn nào mỗi người một chút xíu, nhân rộng cùng có lợi. Đúng rồi, bạn Trúc Đặng rất là tuyệt vời. Rồi tất cả các bạn đều comment lên đây hết. Rồi các bạn bấm nút, các bạn chia sẻ đoạn livestream này về thì hơn 100 chia sẻ, như là nó lan tỏa ra rất là nhiều. Các bạn vô ra điều này chưa? Nó lan tỏa đi rất là nhiều. Nó lan tỏa đi rất là nhanh. Nó lan tỏa nhiều. Ok chưa? Nó là chúng ta cần gì, cần hiểu về đồng đội của mình. Để đồng đội của chúng ta nó như thế nào, nhân viên chúng ta họ tập trung, họ làm tốt về sản phẩm, họ tập trung, họ phục vụ tốt khách hàng. Bởi vì các bạn nên nhớ là ví dụ nhân viên chúng ta nó làm sai đi, mà chúng ta là người leader mà chúng ta không biết cách, chúng ta chê họ, nhiều lúc chúng ta bực mình mà. Chúng ta nói họ sai trước mặt đám đông của các bạn nhân viên khác thì làm họ tự ái. Và nhân viên mà họ tự ái lên rồi thì các bạn hiểu rồi đó. Nhân viên họ tự ái rồi thì ngoài mặt họ không nói gì, nhưng mà họ ngấm ngầm họ phá chúng ta theo một cái kiểu khác. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nên là chúng ta hãy có một cái nghệ thuật là khen nhân viên. Và khi nhân viên họ có làm sai á, thì chúng ta cũng phải có cái nghệ thuật là làm sao nói mà họ như thế nào những cái nghệ thuật đó thì khi nào các bạn gặp riêng mình mơ nói. Ok, những cái đây là những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết sau. Và khi mà họ làm sao thì chúng ta cần phải có nghệ thuật nói như nào, làm sao họ nhận ra được cái ý thức đó và họ không bị mất mặt với rất là nhiều người.
Bạn hình dung chưa, bạn bạn không bị mất mặt với nhiều người, họ không có bị mất mặt, và thế là họ từ từ đi họ sửa đi. Chào bạn Hải Nguyễn, chào bạn Hồng Mai, từ từ đi họ sửa đi. Còn không biết bạn chê họ, thế là họ bực mình, họ tự ái, là thế là như thế nào họ sẽ gì họ sẽ phá chúng ta ngấm ngầm, hay là họ lập bè nhóm, họ có những cái chống đối mà nó hoàn toàn không có tốt. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đang comment số điện thoại, email, và tất cả mọi người chúng ta cùng bấm nhau chia sẻ nha. Các bạn cùng bấm nhau chia sẻ nha. Chia sẻ lên, chúng ta phải có cái tinh thần fair play. Chúng ta cùng được cái này thì chúng ta làm cái khác. Nếu bạn nào mà lên đây mà vẫn có cái tư duy rằng là mình chỉ được không á, mà mình không có người khác á, mình nhìn trên này mình thấy nè, có những bạn nào chia sẻ, bạn Hải Nguyễn chia sẻ rất là tuyệt vời. Bạn Tuyết Minh chia sẻ nè, bạn Dương Minh Tiến chia sẻ nè, bạn Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ nè, bạn Thiều Ngân chia sẻ nè, bạn Loài Hoa không tên chia sẻ, bạn Quách Dầu chia sẻ nè, bạn Linh Tâm chia sẻ, bạn Bé Dương chia sẻ, bạn Ngọc Hạnh chia sẻ, bạn Lê Văn Toàn chia sẻ, bạn Minh Nhật chia sẻ, bạn Nguyễn Việt chia sẻ, bạn Đại chia sẻ, bạn Động Lực, bạn Lê Hữu Dũng, bạn Huyền Nguyễn chia sẻ nè, bạn Thuận Dương chia sẻ, bạn Thanh Võ chia sẻ, bạn Trần Ngọc Minh chia sẻ nè, bạn Nguyễn Thắng chia sẻ nè, mình kiểm tra đây mà thấy hết, bạn Khang Hùng chia sẻ nè, bạn Trúc Đặng chia sẻ nè, bạn Nguyễn Ngọc Trang chia sẻ, Nguyễn Vĩnh Khang chia sẻ, bạn Phạm Ngọc Anh đã chia sẻ, bạn Lý Anh Sơn cũng đã chia sẻ rồi nè, bạn Lê Trọng Thông chia sẻ nè, bạn Phúc Đặng chia sẻ, bạn Hoàn Toàn chia sẻ, có rất là nhiều bạn chia sẻ mà, nhưng như bạn lên bạn xem mà bạn chia sẻ bạn còn không dám chia sẻ nữa, bạn suy nghĩ cái kiểu gì? Bạn hẹp hòi quá, các bạn hẹp hòi đó, nếu bạn hẹp hòi mình sẽ chửi các bạn lên. Ok, các bạn lại quá hẹp hòi rồi. Bạn như thế nào bạn chỉ biết nhận cho bạn, mà bạn chỉ biết nhận cho một mình bạn không mà bạn lại không biết chia sẻ ra. Bạn nào chưa chia sẻ mình nhìn mình biết hết, tại vì mình theo dõi trên Facebook mình nhìn mình biết hết, nên là các bạn hãy bấm một nút chia sẻ đi. Mình hành ngay từ đầu mình nói rồi mà, mỗi người một cái thì chúng ta sẽ lan tỏa ra. Các bạn nên nhớ là khi mà bạn bấm bạn chia sẻ đi thì các bạn biết cái chuyện gì không, tất cả những người quảng cáo ở trên cái livestream này đều được có lợi, ai cũng có lợi hết, mọi người một chút. Bởi vì sao? Bạn chia sẻ thì bạn vừa thấy của bạn mà vừa thấy của người khác nữa, và bạn của người khác cũng vậy, và chúng ta sẽ đảm bảo cái việc này, chứ chúng ta chỉ vào chúng ta chỉ biết nhận cho mình không các bạn thấy cái ao mà nó đào ra để nó chỉ có nhận nước không mà nó không thông thì cái ao đó nó sẽ bị chết úng, và những người đó sẽ không bao giờ phát triển được. Bạn hình dung chưa? Các bạn hình dung ra cái ao nó chỉ có một luồng chảy ra mà nó không chịu chảy đi, thì cái ao đó là cái ao mà nó không có thịnh vượng được. Ok chưa? Nên là các bạn phải hiểu cái nguyên lý, chúng ta cùng nhau chia sẻ thì chúng ta cùng nhau có lợi. Vâng. Và bây giờ mình chia sẻ tới nguyên tắc thứ tư. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tới nguyên tắc thứ tư chưa? Nguyên tắc thứ tư là không áp đặt mà phải tạo ra sự khuyến khích và đóng góp. Ghi vào nguyên tắc thứ tư đi. Không có được áp đặt mà phải tạo ra sự khuyến khích và đóng góp. Thường thường là cái người đứng đầu chúng ta hay áp đặt. Chúng ta có hai cách tạo ra luật chơi. Một cách tạo ra luật chơi là tao bảo mày phải nghe. Đó là cái cách mà một số trường phái chính trị người ta làm như vậy. Họ tạo ra cái luật và họ bắt người ta phải nghe. Và cái cách tạo ra luật chơi thứ hai đó là họ thuyết phục. Họ khuyến khích nhiều người cùng đóng góp vào. Và họ muốn người khác phải giải thích, thuyết phục họ để cho mọi người cùng hiểu. Bạn hình dung ra cái này chưa? Nghĩa là chúng ta có hai cách để tạo ra luật chơi. Nó là cái cách thứ hai nó rất là tuyệt vời. Cái cách thứ hai nó tuyệt vời vô cùng. Bởi vì sao? Nó làm cho người ta hiểu lý do vì sao người ta làm như vậy, người ta đóng góp gì vào trong cái hành trình. Người ta đóng góp gì vào trong cái hành trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ này. Và chính vì yếu tố đó, khi mà các bạn áp đặt á, người ta cảm giác người ta bức xúc lắm. Người ta khó chịu lắm. Còn khi mà các bạn tạo ra cái sự khuyến khích á, để người ta đóng góp vào á, để người ta cùng nhau xây dựng cái luật chơi á, người ta tuân thủ cái luật chơi đó, thì tự nhiên người ta họ vui lắm. Cái người ta họ rất là vui. Nó là một trong những cái quy tắc là chúng ta khuyến khích luôn, hỏi ý kiến, tham khảo ý kiến rất là nhiều người và đưa ra ý kiến. Chúng ta có hai cách để chúng ta giúp cho mọi người đưa ra ý kiến. Có những cách đó là chúng ta dùng phương pháp là brainstorm. Brainstorm là chúng ta viết ra một cái ý nhỏ ở giữa, một cái ý chính ở giữa,
và chúng ta ghi ra những cái phương pháp làm. Cái phương pháp đó người ta gọi là brainstorm. Một cái ý nhỏ ghi ở giữa và bắt đầu chúng ta phát triển ra cái ý làm. Các bạn trong giờ và giúp cho người ta để người ta cùng đóng góp với mình, khuyến khích người ta đóng góp với mình. Đừng cái đó là phải làm theo cách này nè, phải làm theo cách kia nè, rồi ở trên ra lệnh xuống người ta chán lắm. Ok chưa? Rồi cái cách thứ hai là người ta gọi là question storm, nghĩa là hỏi những câu hỏi. Ví dụ là khi mà nhân viên chúng ta họ tới họ bị vướng một cái gì thì chúng ta liên tục chúng ta đặt câu hỏi và hỏi họ những cái câu hỏi. Chào anh Trần Tùng Dương. Ok, anh hôm nay anh cũng xem đoạn live stream này. Chào bạn Jimmy Bục. Ok, chào bạn Đinh Công. Thứ gì bạn Đinh Công Tâm. Ok thầy, không áp đặt cách máy móc nguyên tắc, phải khuyến khích động viên kịp thôi. Ok, chào bạn Bùi Văn Trúc. Chào bạn Linh Tâm Trần. Ok, số điện thoại mình ok. Rất là tuyệt vời. Đó, hình như là các bạn đã bắt đầu tìm ra được đối tác rồi đó. Thấy chưa, mà nói là tất cả cùng nhau có lợi mà. Chúng ta cùng nhau chia sẻ đoạn live stream này thì tất cả cùng nhau có lợi. Còn bạn nào mà không chia sẻ thì mình thấy là các bạn hãy suy nghĩ lại. Các bạn hãy suy nghĩ lại cái vấn đề này. Vì tất cả chúng ta cùng nhau có lợi trong việc quảng cáo cái live stream này ra. Mình chia sẻ, mình tập hợp, mình gắn kết các bạn lại thì các bạn cũng phải gì các bạn cũng phải chia sẻ đi. Nếu các bạn nào một mình và mình phát hiện ra nhiều lần như vậy thì chắc là mình cũng sẽ không kết nối với bạn nữa, bởi vì sao mà bạn chỉ biết nghĩ cho một mình bạn không nên là như vậy thì nó không có fair play chút xíu nào hết. Đó là lý do mà tinh thần đội nhóm, mà chủ đề hôm nay là chúng ta đang nói về tinh thần đội nhóm. Các bạn hình dung chưa, thì chúng ta phải thể hiện đó ngay cái hành động này là bằng cách comment xuống những cái lĩnh vực kinh doanh của mình và cùng nhau chia sẻ ra, thì như vậy đó mới là đội nhóm. Và chúng ta học thì chúng ta phải thực hành liền, chứ không phải học rồi ngồi nghe không, rồi không chia sẻ gì hết và tất cả cùng nhau không có lợi, thì cái đó điều này nó không có tốt chút xíu nào hết. Đó là lý do mà chúng ta cần phải thực hiện ngay cái bài học này. Vậy thì cái hồi nãy mình đang nói tới cái thứ tư, đó là chúng ta như thế nào chúng ta không có áp đặt mà chúng ta phải khuyến khích người khác họ đóng góp ý kiến vào. Thì nó có hai cách khuyến khích. Cách thứ nhất là chúng ta dùng phương pháp brainstorm. Brainstorm là bằng cách là các bạn ghi ra một cái ý nhỏ ở giữa. Ví dụ như là chúng ta muốn thiết kế một cái chương trình quảng cáo về xuân, thì chúng ta ghi ở giữa là chương trình quảng cáo về xuân. Vậy thì nó có cách một là cách gì, cách hai là cách gì, cách ba là cách gì, cách bốn là cái gì, cách năm là cái gì, các bạn nhưng mà nó xoay quanh một cái chủ đề chính, đó là thiết kế chương trình quảng cáo về xuân. Thì cái phương pháp đó người ta gọi là phương pháp brainstorm. Cái phương pháp thứ hai là người ta gọi là cái phương pháp là question storm. Storming, brainstorming, question storming. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta hỏi liên tục, nhiều người hỏi, đối diện với rất là nhiều câu hỏi. Ví dụ như cũng là cái chủ đề là thiết kế một cái chương trình marketing cho ngày Tết, thì chúng ta liên tục đặt câu hỏi. Người A sẽ đặt 3 câu hỏi, người B sẽ đặt 3 câu hỏi, người C sẽ đặt 3 câu hỏi. Ok, ví dụ câu hỏi là vậy thì cái chương trình thiết kế cho ngày Tết này tập trung vào cái đối tượng khách hàng nào, ví dụ vậy. Cái chương trình thiết kế marketing ngày Tết này nó đáp ứng được những cái nhu cầu nào, nó giải quyết vấn đề gì cho khách hàng. Chương trình thiết kế ngày Tết này nó mang cho chúng ta những cái lợi ích gì. Bạn hình dung chưa, nó là chúng ta từng bước gì chúng ta hỏi những câu hỏi đó. Thì khi mà mới cái câu hỏi đầu chúng ta chưa thấy, nhưng mà tới cái câu hỏi thứ 10, tới cái câu hỏi thứ 20 thì lập tức bắt đầu những người nghe và những người thảo luận đó họ đều ngộ ra những điều nó rất là tuyệt vời. Chào bạn Lâm Ca Thi. Ok chưa? Các bạn nào mới vào thì các bạn nhớ bấm chia sẻ cái đoạn live stream này, bởi vì cái đó là cái quy định khi chúng ta xem live stream này. Vì tối hôm nay mình đang chia sẻ cái lĩnh vực gì, cái lĩnh vực xây dựng đội nhóm, và chúng ta hãy làm việc đội nhóm và đồng đội ngay trên cái đoạn live stream này luôn. Nên là bằng cách là các bạn bấm chia sẻ, các bạn hãy quảng cáo lĩnh vực kinh doanh của bạn vào đây, và bạn bấm chia sẻ đến đoạn live stream này cho nhiều người biết. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ cái thứ tư rồi. Các bạn có nắm được cái thứ tư chưa? Các bạn có nắm được cái thứ tư chưa? Và hồi nãy giờ
từ bước 1 cho tới bước số 4 rồi, các bạn thấy nó có hữu hữu ích đó mà. Bạn nào thấy nó hữu ích thì các bạn hãy comment xuống, và các bạn thấy những cái chia sẻ này nó hữu ích và nó hay, và các bạn phải ghi vào, các bạn phải ghi vào, chứ các bạn cứ ngồi im không thì nó không có tốt, hoặc là cứ chăm bẩm là quảng cáo không thì nó cũng không có tốt. Nó là chúng ta phải ghi vào và chúng ta nói rằng cái chia sẻ này nó rất là hữu ích đó đối với bạn. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và tiếp theo nữa là bước số 5. Cái bước số 5 nghĩa là đội nhóm của chúng ta phải tập dần với sự thay đổi. Có những cái đội nhóm họ gắn bó rất là kết. Cái bước số 5 nè nghĩa là chúng ta phải tập dần với sự thay đổi. Có những đội nhóm nó rất là gắn kết và nó đóng khung lại và nó chia thành phe nhóm, hoặc là nó rất là bảo thủ. Chào Hoài à. Ok, số 1 là gì à? Bạn phải xem lại từ đầu. Bạn nào chưa biết thì phải xem lại từ đầu. Đó. Và các bạn phải như thế nào à? Chúng ta cần phải gì à? Phải thích nghi cái đội nhóm này, phải thích nghi cái sự thay đổi, đừng có bảo thủ. Ví dụ như là các bạn thấy là vừa rồi các bạn cứ nghe cái công ty taxi Mai Linh hoặc là taxi Vinasun chưa? Nguyên cái đội nhóm đó là nó không có thay đổi, nó không có thích nghi được. Nó bị cái làn sóng công nghệ vô, nhưng mà nó còn nguyên cái đội nhóm đó, nó không có chịu thay đổi, nó cùng nhau hùn lại thì nó đi chửi người khác. Nghĩa là cái đội nhóm nó rất là gắn kết nhưng mà nó thiếu cái sự thay đổi. Phải đội nhóm phải luôn luôn thay đổi thì mới phát triển được. Nghĩa là tư duy trong đội nhóm nó phải thay đổi, phải tiếp cận với những bên ngoài. Thường thường chúng ta hình thành cái đội nhóm mà chúng ta hay bị đóng khung lắm. Và chúng ta phải quen với sự thay đổi này, hoặc là chúng ta phải chấp nhận là trong đội nhóm chúng ta có những đồng đội đi ra và những đồng đội mới vào. Các bạn nhận ra điều này không? Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Phải chấp nhận những thành viên mới vào, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng cứ ngồi một chỗ, rồi bấy nhiêu đội nhóm đó, rồi chúng ta lại cứ gì cứ tự hào rằng là đội nhóm chúng ta giỏi, đội nhóm chúng ta tốt, vậy là cũng không có được. Đội nhóm là phải thích nghi cái sự thay đổi. Đội nhóm mà đồng đội, ví dụ như là vừa rồi đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong đá bóng đó, các bạn thấy chưa, là các bạn rất là gắn kết, rất là tuyệt vời. Đội U23 Việt Nam đó rất là tuyệt vời, cái điều đó rất là tuyệt vời. Nhưng mà các bạn thấy lâu lâu ông huấn luyện viên ông rút thằng này ra và ông đổi thằng kia vô, và đội nhóm đó phải thích nghi với cái thằng cầu thủ đó thay đổi liền. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Đó là lý do mà chúng ta phải hiểu ra được. Và các bạn thấy cái sự thay đổi đó nó tạo ra cái sự hiệu quả liền. Chứ không phải là chúng ta giữ yên cái đội nhóm đó là chúng ta tốt thôi. Các bạn thấy cái đội Uzbekistan không? Nó vừa thay cái thằng kia vô trong vòng tích tắc thôi, nó đá vô lưới của chúng ta liền. Nghĩa là cái đội nhóm nó thích nghi với sự thay đổi. Đôi khi cái đội nhóm chúng ta rất là gắn bó nhưng mà nó đang bế tắc một cái gì đó, thì chúng ta càng phải thích nghi cái sự thay đổi. Vậy thì vừa rồi những cái gì mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích không? Mình chia sẻ điều từ điều số 1 đến điều số 5 rồi, các bạn thấy có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống và các bạn nói cái điều này nó rất là tuyệt vời, cái điều này nó rất là hay, và bạn học được cái điều gì đó từ đó, từ cái việc này, để các bạn truyền năng lượng cho mình. Và bạn nào mà mới vào chưa bấm chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn chỉ bấm chia sẻ đoạn livestream này đi về trang của bạn để các bạn lưu lại, bạn nhớ giúp cho nhiều người cùng xem cái livestream này. Và cái tiếp theo nữa là như thế nào bạn lan tỏa được cái livestream này đến cho nhiều người nữa, và chính các bạn thì các bạn cũng phải quảng cáo lên cái livestream này. Các bạn nào mới vào thì các bạn phải quảng cáo, bạn hưng lên. Bạn chưa có chia sẻ, mình nhìn trên này bạn, mình chưa thấy bạn hưng lên chia sẻ cái livestream của mình nha. Bạn Hải Anh thì đã chia sẻ rồi, bạn Xuân Trang thì rất là tuyệt vời rồi. Các bạn phải bấm và các bạn chia sẻ vào. Bạn Phạm Ngọc Anh rất là tuyệt vời, mình thấy bạn chia sẻ. Bạn Hồng Tăng Hùng Hồng Sinh, lần đầu tiên nghe thầy. Vâng, cảm ơn bạn Tăng Hùng Sinh, rất vui là lần đầu tiên biết bạn. Vâng, và bây giờ mình lại đi tiếp tới cái điều số 6. Ok chưa, mình đi tiếp tới cái điều số 6 là đặt cái chữ tâm vào trong công việc. Ok chưa, đội nhóm phải đặt cái chữ tâm vào trong công việc. Ok chưa, đội nhóm phải đặt cái chữ tâm vào trong công việc. Ghi lại, đội nhóm phải đặt chữ tâm vào trong công việc. Ok, tâm đây thứ nhất là gì? Tâm huyết. Thứ nhất là phải là tâm huyết.
Thứ hai là phải gì ạ? Tâm sức. Tâm sức, tâm huyết là cái nhiệt huyết. Tâm sức là cái sức lực của mình vào trong cái công việc đó. Và cái tâm thứ ba là tâm này, tâm trí. Ok, nghĩa là nó phải có ba cái chữ tâm. Các bạn vô, hãy đặt cái chữ tâm vào trong cái công việc mình. Thứ nhất là tâm gì? Tâm huyết. Ok, rất là huyết, rất là tâm huyết. Cái hai là tâm sức, là đặt cái sức lực của mình vào đó. Và thứ ba là tâm trí, đặt cái tâm trí mình vào trong cái công việc đó. Bạn vô chưa? Tức là nó gồm nhiệt huyết này, nó gồm trí tuệ này, và nó gồm sức lực vào trong cái đội nhóm, vào trong cái công việc đó. Bạn hình dung chưa? Nếu mà đội nhóm mà chỉ có một vài người tâm huyết và những người kia không tâm huyết thì đội nhóm nó không có tuyệt vời. Nó là cái người lãnh đạo của đội nhóm đó cần phải gì? Phải giúp cho đội nhóm đó họ phát huy được hết cái trí tuệ của họ trong cái đội nhóm, người ta gọi là tâm trí. Làm sao cho họ phát huy được cái tâm huyết họ trong cái đội nhóm đó, người ta gọi là tâm huyết. Và làm sao người ta tập trung toàn bộ sức lực của người ta vào trong đội nhóm đó, người ta gọi là tâm sức. Nó ba cái yếu tố đó, ba cái yếu tố tâm đó, thì đội nhóm của chúng ta nó mấy chữ tâm các bạn, mấy chữ tâm, ba chữ tâm, thì đội nhóm chúng ta nó mới là tuyệt vời. Đội nhóm chúng ta nó mới mạnh mẽ. Và đội nhóm chúng ta rất là tuyệt vời. Ok, giờ thì nó mới làm được. Vậy thì những gì mình chia sẻ cho tới giờ thì các bạn thấy có tuyệt vời mà. Các bạn cứ ghi vô chưa? Ghi rồi các bạn mới phát triển được. Một trong những cái lý do mà chúng ta không làm được việc gì đó, chúng ta bị vướng cái việc gì đó, bởi vì chúng ta thiếu kiến thức, thiếu gì? Thiếu kỹ năng, thiếu gì? Thiếu cái kinh nghiệm thì chúng ta không làm được. Và những người họ không làm được thì họ hay đổ thừa, mà họ không hiểu rằng họ đang thiếu những việc đó. Hãy đi học những cái điểm đó đi, ứng dụng nó được là chúng ta sẽ tháo gỡ, thay vì chúng ta ngồi chúng ta cứ đổ thừa. Bạn hình dung chưa? Và tiếp theo là cái số 7. Cái số 7 là chơi hết mình. Đội nhóm là phải chơi hết mình. Nghĩa là chúng ta giỏi trong công việc thì chúng ta cũng phải giỏi trong việc giải trí, chúng ta cũng phải giỏi trong việc lăn xả. Ok, người nào mà họ có khả năng chơi hết mình thì họ mới có khả năng làm việc hết mình. Cái đội nhóm của bạn mà cái người nào đó mà họ không có khả năng chơi là gì? Chơi là để chúng ta xả ra, xả cái stress ra. Đi chơi nhiều thì mới có cái năng lực làm việc nhiều được. Người nào mà làm việc mấy cái ngày thì các bạn tiêu sao? Nó là mỗi lần mà đội nhóm mà có đi hát karaoke thì cái đội nhóm nào mà chưa hát, các bạn phải giúp người nào chưa hát thì các bạn phải như thế nào? Các bạn phải giúp cho họ như thế nào? Các bạn phải giúp cho họ chơi hết mình vào, hát hết mình vào để nó xả ra. Các bạn như chưa? Cái cầu thủ cái cầu thủ mà nó đá giỏi á thì lúc trước đó nó mới chuyên tâm nó đập, rồi khi mà các bạn thấy cầu thủ nó thấy nó rất là đã, nghĩa là nó phải làm cho cái nhiệt huyết đó nó bung lên, nó đã lắm các bạn. Làm gì là chúng ta phải chú tâm và chúng ta làm hết mình vào nó. Chúng ta đừng có ngại một cái gì hết, phải vô cùng nhiệt huyết, phải vô cùng nhiệt, ăn chơi phải hết mình vào. Các bạn không ăn chơi mình thì các bạn cũng không có sức làm rồi. Bạn làm một việc như thế nào, bạn làm một việc như thế nào thì bạn làm tất cả việc khác y như vậy. Một việc nhỏ mà bạn làm không hết mình thì việc lớn bạn cũng không làm hết mình. Con người chúng ta là sản phẩm của thói quen mà. Chúng ta quen làm cái việc này là nhàn thì chúng ta cũng làm việc khác là nhàn. Các bạn không làm đến nơi đến chốn thì các bạn làm việc khác nó cũng không có đến nơi đến chốn. Và đó là lý do mà chúng ta rất khó thành công được, vì chúng ta có làm việc gì nào đến nơi đến chốn đâu. Đó là lý do là ăn chơi mà còn không đến nơi đến chốn thì làm sao đến nơi đến chốn. Tại sao? Tại vì ăn chơi là cái sướng nhất mà, cái dễ nhất mà chơi còn dữ thì làm sao mà làm được, làm nó khó khăn hơn. Nên là khi mà chúng ta ăn chơi thì chúng ta phải ăn chơi hết mình, phải cháy hết mình để nó luyện cho cái thói quen hết mình. Thì khi chúng ta làm thì chúng ta mới làm hết mình được. Con người chúng ta là sản phẩm của thói quen mà. Đã ra ăn chơi, cái ăn chơi là cái gu tuyệt vời nhất, cái ăn chơi là cái dễ nhất mà còn không hết mình được thì cái làm nó khó khăn hơn nhiều, thì làm sao mà nó hết mình được. Các bạn nhung chưa?
Vậy thì các bạn chưa, chúng ta cần phải hiểu được cái nguyên tắc đồ nhóm à. Và ngày mai mình có một ngày, ngày mai là thứ bảy và ngày mốt là chủ nhật, mình có hai ngày chia sẻ về cái lớp học DISC và Motivator. DISC là giúp cho chúng ta hiểu được bốn phong cách và hành vi của con người à, để chúng ta hiểu được khách hàng chúng ta họ thuộc phong cách và hành vi con người gì, chúng ta hiểu được gì à? Hiểu được nhân viên của chúng ta họ thuộc phong cách và hành vi con người gì, và chúng ta hiểu được cái động lực làm việc bên trong của họ là gì. Bởi vì chúng ta là người lãnh đạo của một đội nhóm mà, chúng ta phải hiểu hết. Người ta gọi là xây dựng đội nhóm và độc vị được họ à, rất là tuyệt vời. Bạn nào đang kinh doanh lĩnh vực gì thì các bạn comment xuống. Bạn nào mới vào hồi nãy giờ bạn chưa chia sẻ livestream này thì các bạn đảm bảo các bạn bấm và các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này đi. Sống đang rất là tốt, nhà mình đang sống rất là tốt, chắc nhà bạn Hải Anh sống yếu đó, sống đang rất là tốt. Và ngày mai và ngày mốt mình chia sẻ đến với các bạn ở trong lớp, hơn 70 bạn ở trong lớp, về cái chương trình DISC và Motivator để giúp cho các bạn hiểu được động lực làm việc của một con người và hiểu được cái tính cách làm việc của họ và kiến thức về con người và kiến thức làm việc về con người đó giúp cho chúng ta gì, ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống. Bởi vì đó là kiến thức đòn bẩy. Bạn Cao Sâm, bạn chia sẻ đoạn livestream này chưa? Bạn đảm bảo vào là bạn chia sẻ đoạn livestream này đi. Và mình có hai cái quyển sách, mình đã xuất bản ra được hai cái quyển sách rồi. Và các bạn nào chưa có hai cái quyển sách của mình thì các bạn thể inbox cho mình ở khắp mọi miền đất nước để mình giao đến tặng nhà bạn luôn. Và bạn nào đó đã có một cái quyển sách Vượt Biển Lớn rồi thì các bạn có thể mua thêm cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình. Những cái quyển sách này thì vừa rồi các bạn nói rằng là các bạn học đang rất là hay, các bạn đọc rất là hay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối hôm nay các bạn đã xem đoạn livestream này, các bạn nhớ chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người của các bạn. Ngày mai mình phải đứng lớp cả hai ngày rồi, nên là chúc các bạn buổi tối ngủ thật ngon. Và bây giờ mình cũng đi ngủ đây và mình lưu cái đoạn livestream này ở trên máy này, và bạn nào vào sau thì các bạn xem và các bạn có thể chia sẻ về, và sau đó mình đưa đoạn livestream này lên trên YouTube. Các bạn có thể lên YouTube các bạn search B-Training hoặc các bạn search những thứ gì để bạn xem những đoạn livestream này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn ngủ thật ngon. Và sang tuần mình sẽ chia sẻ cho bạn tiếp, tuần nào mình cũng livestream ít nhất là 2 lần, riêng tuần này mình livestream 3 lần rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào chưa xem những đoạn livestream trước thì các bạn vào Facebook của mình, các bạn lướt xuống dưới, các bạn sẽ xem những đoạn livestream phía dưới của mình. Các bạn nhớ bấm vào nút follow của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn nhé.